trở lại với chương trình chuyên gia cho mọi nhà. Thưa quý vị, chủ đề ngày hôm nay nhắc đến một từ mà có lẽ ai cũng sợ, đó chính là mụn. Bất kỳ chúng ta ai cũng có thể bị mụn, và đặc biệt là những nốt mụn ở trên gương mặt nè. Những nốt mụn mà ta nói cứng đầu làm cho chúng ta là mất hết thẩm mỹ ở gương mặt. Có lẽ vì vậy mà chương trình của chúng tôi nhận được rất là nhiều những câu hỏi từ phía quý vị khán giả là làm thế nào để hết mụn, làm thế nào để hết thâm mụn, hoặc là làm thế nào để mụn không còn quay trở lại nữa. Và để giải đáp những câu hỏi này, ngày hôm nay chúng tôi có mời đến trường quay Thạc sĩ bác sĩ Đoàn Văn Hậu, chuyên gia về da liễu. Xin chào MC, xin chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, như vậy là để gửi đến chương trình những câu hỏi cũng như là nhận được sự tư vấn, trả lời các thắc mắc từ phía chuyên gia thì quý vị đừng quên tương tác trực tiếp với chúng tôi thông qua số hotline đang hiển thị trên màn hình nhé. Dạ, và em xin chào bác sĩ ạ. Chào MC. Rất cảm ơn bác sĩ vì đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Và một chủ đề mà em nói là em cũng đang rất là quan tâm, đó chính là nỗi mụn. Mụn á, là không biết là hiện tại là có bao nhiêu loại mụn nào không ạ? Cảm ơn câu hỏi của Trúc Linh. Thì đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu là mụn là gì. Thì mụn là một bệnh da liễu do bất thường ở nang lông cũng như là tuyến mã nhờn. Thì do sự thay đổi của các hormone môn cũng như là tuyến mã nhờn thì nó bị rối loạn. Và do đó thì hình thành những cái nốt và u cục nhỏ. Và từ những cái u cục nhỏ này dần dần nổi lên bề mặt da, thì có thể kích thích làm cho bề mặt da có thể sưng hoặc tấy. Thì lâu dần thì nó gọi là mụn. Thì hiện nay thì có rất nhiều loại mụn, như là mụn trứng cá nè, mụn đầu đen nè, nhọt, vân vân. Do có nhiều nguyên nhân khác nhau nên là các cái biểu hiện của các loại mụn thì nó cũng khác nhau. Có thể là sưng tấy trên bề mặt da, hoặc là đôi lúc có những cái chấm li ti thôi, nhưng mà nó không có biểu hiện sưng tấy. Có lẽ vì vậy mà ban biên tập cũng đã nhận được rất là nhiều câu hỏi từ phía quý vị khán giả gửi về cho chương trình. Và ngay bây giờ thì xin nhờ bộ phận kỹ thuật sẽ giúp kết nối với vị khán giả đầu tiên có số điện thoại là 0366254594 ạ. Chào MC, chào chuyên gia. Tôi là Trà, 27 tuổi. Do tính chất công việc nên dạo gần đây thì tôi thường xuyên phải làm đêm. Do đó tôi cũng hay ăn đêm nữa. Chắc là do thức khuya nhiều nên là tôi thấy là da mặt bị lên mụn nhiều. Những nốt mụn li ti, và nhiều khi thì tôi còn thấy cả mụn to ở cánh mũi nữa. Nó làm cho tôi thấy tự ti rất nhiều. Thì tôi phải làm sao ạ? Xin cảm ơn câu hỏi của bạn Trà. Thì ở tình trạng về da của bạn Trà đó thì có những cái chấm mụn li ti, tức là giống như kiểu mụn trứng cá. Rồi có nổi là cái mụn ở cái phần mũi thì nó giống như là cái mụn nhọt, mình gọi là nhọt. Thì do cái vấn đề thứ nhất là ở cái tuổi 27 tuổi thì nó cũng còn cái thay đổi hormone nội tiết tố khá là nhiều. Thứ hai á, là do tình trạng là bạn thức khuya nhiều quá. Như tôi đã trình bày về các cái nguyên nhân gây ra mụn, thì khi mà thức khuya ngày càng nhiều thì nó sẽ hoạt hóa, nó tăng hoạt động của tuyến mã nhờn, và từ đó là làm hình thành mụn nó nhiều hơn. Thì khuyên bạn là nên, thứ nhất là chúng ta phải giữ gìn vệ sinh da cho nó đúng cách, tức là mình phòng chống khói bụi khi ra ngoài đường nè. Thứ hai là khi mà làm việc xong về nhà thì chúng ta phải vệ sinh da cho nó sạch sẽ, và quan trọng hơn hết là phải chọn được một cái sản phẩm chăm sóc da cho nó phù hợp, thì mới giúp được cái việc là ngăn ngừa mụn cũng như là điều trị mụn nó hiệu quả hơn. Không biết là chị Trà có muốn đặt thêm câu hỏi nào cho chuyên gia của chúng tôi không ạ? Vâng, thưa chuyên gia, là khi mà da bị mụn thì tôi cũng đã tìm hiểu và mua các cái sản phẩm trừ mụn, nhưng trên thị trường có rất nhiều loại nên là tôi không biết dùng loại nào. Chuyên gia có thể tư vấn cho tôi được không ạ? Thì hiện nay trên thị trường có nhiều cái sản phẩm trị mụn, thì nổi bật lên đó là sản phẩm của hãng Miri, tức là vừa kết hợp việc trị mụn và vừa kết hợp việc chống thâm. Thì mình nghĩ sản phẩm này thì nó sẽ phù hợp cho cái điều trị cho bạn Trà. Vì sao? Vì sản phẩm của Miri á, thì nó nổi bật lên là hai vấn đề. Thứ nhất là có vấn đề về trị mụn, thứ hai là sẽ chống thâm rất là hiệu quả. Trong cái sản phẩm của Miri á, thì là nó nổi bật lên là có chứa những cái thành phần về tự nhiên, thì rất là tốt cho vấn đề trị mụn cũng như là chống thâm. Thì chúng ta có thể kể đến đó là thứ nhất là Acnacidon. Thì Acnacidon á, nó là một cái acid hydroxin và thường có trong là sữa ông chúa. Thì thành phần này thì rất là ưu việt trong cái vấn đề là, thứ nhất là nó giảm viêm, thứ hai là nó chống nấm, và thứ ba nữa là nó giúp ngăn ngừa mụn cũng như là kháng khuẩn rất là tốt. Thì về cái thành phần của Acnacidon á, thì có nhiều nghiên cứu hiện nay và cho thấy là thành phần này thì kháng viêm rất là tốt, thứ hai là chống mụn cũng như là ngăn ngừa trị mụn tái phát rất là hiệu quả. Và bên cạnh đó thì thành phần của Acnacidon thì sẽ giúp cho làn da của chị em phụ nữ là giảm được cái mụn viêm.
Và thành phần thứ hai nổi bật lên đó là chiết xuất ở cúc La Mã. Trong đó thì chiết xuất cúc La Mã có thành phần là chamazulen. Thì chamazulen đó, nó sẽ giúp cho làn da đó nó trở nên là mềm mịn hơn. Thứ hai là nó tăng sinh, tăng tạo những tế bào mới. Và từ việc tăng sinh, tăng tạo tế bào mới sẽ thứ nhất là làm liền vết thương nè. Thứ hai á, là sẽ giúp cho cái vấn đề thâm mụn, điều trị thâm mụn nó được hiệu quả và tốt hơn. Thứ ba là chúng ta có thể kể đến là thành phần là lycidin thực vật. Thì lycidin thực vật á, thứ nhất là cấp ẩm, thứ hai là làm mềm da cũng như là làm mịn da được tốt. Và từ đó sẽ ngăn được là chống được các tác nhân từ bên ngoài. Thì sản phẩm này thì rất là phù hợp cho bàn trà, cũng như để sử dụng để vừa trị mụn mà vừa giúp chống thâm hiệu quả. Dạ, không biết là chị Trà có đang nghe rõ không ạ? Dạ vâng, vừa rồi thì có nghe chuyên gia nhắc đến sản phẩm kem chống mụn Miri. Vậy chuyên gia có thể chia sẻ thêm về đặc điểm của sản phẩm này được không ạ? Về kem chống mụn 2-trong-1 Miri á, thì phải nói là một cái sản phẩm rất là nổi bật cũng như là tiên tiến trên thị trường hiện nay. Về thứ nhất là về công nghệ mới nè, giúp cho điều trị mụn, và thứ hai là chống thâm hiệu quả. Thứ hai nữa là kem Miri á, thì nó có chứa cái nồng độ arachidon thì nó lên tới là 10%, và đây là một cái sản phẩm rất là hiếm hoi trên thị trường và có thể đạt được cái nồng độ arachidon tới 10%. Vì khi mà có cái nồng độ arachidon cao á, thì nó sẽ mang nhiều cái ưu điểm vượt trội trong vấn đề là trị mụn cũng như ngăn ngừa mụn tái phát, và từ đó là giúp cho cái làn da của chị em phụ nữ thì nó trở nên là đẹp và sáng bóng hơn. Em nghĩ là với câu trả lời này thì chị Trà cũng đã tìm ra được một chìa khóa để có thể giúp cho da của mình sáng hơn, mịn hơn và đặc biệt là không còn mụn nữa đúng không ạ? Và chúc cho chị Trà sẽ ngày càng xinh đẹp hơn chị nha. Vâng, cảm ơn chuyên gia, tôi sẽ mua để sử dụng sản phẩm này ạ. Và thưa quý vị, ban biên tập chúng tôi cũng nhận được khá là nhiều cuộc gọi đến từ một vị khán giả mà chúng Linh nghĩ rằng vị khán giả này cũng đang rất là nóng lòng để được gặp, trao đổi trực tiếp với chuyên gia của chúng tôi và xin nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối giúp ạ. Cháu chào chuyên gia và chương trình ạ. Cháu là Thanh, năm nay 18 tuổi ạ. Thì da của cháu bị mụn rất là nhiều. Cháu và mẹ cũng có tham khảo và sử dụng các cái sản phẩm trị mụn khác nhau rồi nhưng mà không có hiệu quả. Thì nhiều cái sản phẩm dùng xong á, cháu còn bị nổi mụn nhiều hơn và đỏ hết cả mặt. Vậy không biết cháu có sử dụng được kem chống mụn 2-trong-1 của Miri không ạ? Cảm ơn câu hỏi của Thanh. Thì thứ nhất á, ở độ tuổi của Thanh á, thì là cái tiết mã nhờn nó còn tăng vấn đề hoạt hóa nên là vấn đề về mụn thì thường sẽ hay xảy ra. Thứ hai á, là do cháu Thanh á, sử dụng nhiều cái sản phẩm mà đôi lúc chúng ta không tìm hiểu kỹ cũng như là các sản phẩm sử dụng á, nó kém chất lượng thì nó làm cho cái mụn nó phát triển ngày càng nhiều hơn, và bên cạnh mụn thì nó sẽ làm cho cái da của bị kích ứng và đỏ, và nếu sử dụng lâu ngày thì rất là nguy hại cho da. Nên là khuyên cháu Thanh là nên sử dụng cái sản phẩm kem chống mụn 2-trong-1 của Miri, thì vừa giúp cho cái vấn đề trị mụn nó hiệu quả, thứ hai là nó sẽ ngăn ngừa được thâm nó tốt hơn. Và trên trang fanpage thì Trúc Linh cũng thấy được là đã có rất là nhiều câu hỏi gửi đến chuyên gia. Trúc Linh xin phép được đọc một câu hỏi của bạn có tên là Ngô Hùng ạ. Câu hỏi như sau: chuyên gia ơi, trước da cháu rất là mịn nhưng mà sau khi tiêm vaccine khoảng một tuần thì da cháu bị nổi mụn rất là nhiều, mụn li ti mà đầu trắng không có nhân, cháu càng nặng thì thấy nó càng lan ra nhiều hơn, không biết là da của cháu bị như thế nào ạ? Vấn đề sau khi tiêm vaccine thì một số người đó thì hay gặp một số cái tác dụng phụ của việc tiêm vaccine. Chúng ta có thể kể đến như là mất ngủ nè, rụng tóc nè. Thì tại sao lại như vậy? Tại vì khi mà tiêm vaccine, tức là một chất lạ vô trong cơ thể, thì cơ thể chúng ta nó sẽ có những phản ứng với chất lạ đó, và một trong những phản ứng đó là nó kích thích lên cái tiết mã nhờn, nó tăng hoạt. Và khi tiết mã nhờn nó tăng hoạt thì nó dễ bít tắc các lỗ chân lông và từ đó gây nên mụn nó nhiều hơn. Thì khuyên Ngô Hùng á, là chúng ta phải chọn lựa một cái sản phẩm điều trị mụn cho nó đúng đắn, tức là vừa kết hợp về việc trị mụn và vừa kết hợp với ngăn ngừa cái chống thâm nó hiệu quả, để chúng ta có thể là sử dụng lâu dài, an toàn cho da cũng như là điều trị nó được tốt hơn. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi, rất là tiếc đúng không ạ? Nhưng mà nếu như quý vị khán giả vẫn còn có những câu hỏi, những thắc mắc thì quý vị có thể gửi về cho ban biên tập chương trình Chuyên gia cho mọi nhà, và chúng tôi cũng sẽ cố gắng kết nối và giải đáp những câu hỏi từ phía quý vị nha. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn bác sĩ Đoàn Văn Hậu rất là nhiều vì bác sĩ đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn mỹ phẩm Miri đã đồng hành cùng với chương trình trong kỳ phát sóng lần này. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, Trúc Linh xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.